Xin chào các bạn đã quay trở lại với Happy Cream và tôi là Tuấn HC. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một khẩu súng, đó là khẩu Spark. Và khẩu này mua được ở trong shop ấy, với giá là 2.500 vàng hay sao trong 3 ngày. Và hôm nay mình sẽ cùng các bạn xem về sức mạnh của khẩu Spark này. Láo này, first skin đầu tiên dành cho Tuấn HC, đó là mạng của Usenio. Cái tên nói lên tất cả. ZX Pro là một mạng tiếp theo. Rồi. Ghê nha. Ghê nha. Nằm xuống nha. Rồi, sau một loạt đạn được bung bét các kiểu thì cuối cùng thì anh đã cũng ra phải là nằm xuống. Ôi giời ơi, mạng lọc. Anh ơi, giời ơi, minion. Ở đây rồi. Mạng đẹp, 6 kin. Ôi giời ơi, là một loạt 6 kin luôn. Quá tuyệt vời. Người ta gọi là hay không bằng hên. Hay không bằng hên. Nấc này. Ủa, sức mạnh của khẩu súng Spark này phải gọi là bá đạo các bạn ạ. Đúng sai như thế mà cũng chỉ một chùm thôi. Ôi trời ơi. Rồi. Chỉ với một chùm đạn thôi là anh đã được phép đi lên. Ôi giời. Đi lên đâu thì tôi không biết. Đi lên đâu thì tôi. Này thì vỡ mồm con chó xồm. Đâu rồi. Úi dồi. Đúng là 6 đồng dít cũng khác. Rát thế không biết. Rồi. Mem cứng đây rồi. Rồi ơi, mì nhon. Hay là mí nhon đây. Ôi giời. Không cần nhìn. Đừng tưởng nó có cái quả flash mà ghê. Ui ôi, phát đấy thì con giời cứu. Đã bị sự quay lại còn gặp sự gió nóng nữa gì. Có mạng chết. Quay lại. Ui giời ơi. Thì đâu được cái chứ. Rồi sao La liệt thế này. Máu còn ít như thế thì chỉ ngửi hơi của sao bát thôi cũng đủ chết rồi. Vâng, đang giải thích thì đã bị FVD checker bắn chết rồi. Này thì Usenio. Cái tên nghe có vẻ úi dồi ôi, hải bách. Rồi. Ui giời ơi. Đây người ta gọi là nghệ thuật nật nón. Nào. Rồi. Cầy nhau kinh vậy. Cầy. Thay lại đã. Ngừng chiến anh ơi. Anh có 6 đồng thì anh còn chạy được đi đâu nữa. Hà mà anh chạy. Vâng, mạng thứ 20 quá đẹp. Bắn xuyên khe. AK-47 đẹp phết nhỉ. Rồi, chiến thắng đầu tiên với 20 kim và 7 mạng chết thì mình Tuấn HC đã là người đứng đầu. Và cùng đến một game thứ hai của khẩu Spark này. Phải nói là cầm khẩu Spark này khó phết đấy. Bắt đầu đi, ok. Cho anh nghỉ đây. À đây rồi, đem đi rồi. Rồi.
công cuộc đi hành tiếp. Ô, con ngài một bát cực. Ôi giời, u sinhô. Nào. Ôi trời, nóng anh em, vào xem bên kia. Ngật nón. Nào. Ra đây. Bắn nén rồi. Đừng đùa với cả Linh ra rùa. Đừng đùa. Úi dồi ôi, phát đấy rồi. Quá đẹp. Úi dồi ôi, vỡ mồm con chó sồm. Tuyệt vời mặt rời. Vâng. Với một lượng máu rất ít ỏi, anh ạ. Tả sung hữu đột. Rồi ôi, lại vỡ mồm nữa. Ủa, phát này. Ồ, cầm súng gì đây. Ồ, lại một người nữa. Ra đi. Mô. Rồi. Ơ, đứng đây chờ mình à? Đứng. Ồ, quả ấy tưởng chết rồi. Ui, dồi ôi. Ui, phát đấy làm sao mà mình bắn chúng anh. Cái nhà lần sau bắn nhỉ? Quả đấy làm sao máu hơi điêu ấy. Úi giời. Còn cái khẩu sắm ba này sóc mọi người. Quả này. Úi giời, bét nhè. Đó là bét nhè là nhè. Ở đây rồi. Giữa rừng. Cuối đời lại gặp được Nan. Rồi. Xin chào mừng bạn trở về với cả bức tường. Ui rồi. Thôi. Lành ít dữ nhiều rồi. Bắt được đúng ổ nghiện này. Có đen không? Ui giời ơi. Nào, nhảy này. Nào, tiếp vào. Đâu rồi. À, cái pha đấy, pha định rút mồm ra đáp đấy. Nào. Lại có một người nằm xuống, hai người nằm xuống. Mạng thì đi đâu hết rồi. Ở đây. Đây rồi. Úi dồi ôi, tuyệt vời. Nào. Có ai muốn ra đây hít này. Usenyo. Rồi. Đang ăn mừng chiến thắng thì bị AVKP Red Demon bắn chết luôn. Úi dồi ôi, mạng thứ 20 rồi. Quay lại anh ơi. Quay lại. Úi dồi ôi. Mạng thứ 20 của em. Nào chết đi. Úi dồi, chết em không chết à? Bắt được hợi. Nào, nhanh. Mạng 20. Kết thúc game đấu thôi. Đâu rồi? Ôi, đây rồi, anh lật mũ rồi. Lật mũ. Ô. Ăn anh này luôn cho nó nhanh. Rồi. Như vậy là kết thúc game đấu thứ hai của khẩu Spark. Như các bạn thấy thì uy lực của khẩu Spark này khi mà nó bắn trúng người ấy rất là nặng và kỳ thấm hút. Và đây là cái mini mới của mình nhá. Tuấn HC có thêm cái dấu tích đằng sau ấy. Và chị Tuấn được biết đầy đủ dấu giết các kiểu tài liệu luôn. Đấy thì hiện giờ thì Tuấn Lan vẫn đang full nên rất là xin lỗi các bạn nhá. Và ai thấy video clip hay hãy đừng quên like, subscribe cũng như share video.